chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hartmut Channel. Ok. Thì mọi người biết tại sao hôm nay mình lại đứng đây và bấm máy quay cái vlog này không? Mỏi tay quá. Thì là hôm nay chúng mình có nhận được một cái tin rằng có người thách thức chúng mình. Không phải thách thức mà là thử thách chúng mình. Thì cái tên thử thách này ấy, gọi là tiếp lửa quán quen. Và người đưa ra cái thử thách này cho chúng mình không ai khác chính là giáo sư chuối. Đúng thế, đấy chính là banana. Đúng là giáo sư chuối có khác. Ra quả đề tài cũng khá là banana đấy. Nhưng mà mi thấy cái thử thách này của mi quá là đơn giản luôn. Tại vì nói gì chứ ăn uống đây là sở trường nha. Ai ra thử thách gì chứ thử thách liên quan đến ăn uống mà gặp Bạch Mi thì phút mơ xong luôn. Thì như mọi người đã biết ấy, quãng thời gian qua là cái quãng thời gian mà giãn cách xã hội đúng không? Cho nên là chúng mình rất ít khi ra hàng quán ở bên ngoài để ăn uống. Đúng. Cho nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ có cơ hội được ra quán để chúng mình ăn uống, vui chơi và ủng hộ quán quen của chúng mình. Đúng. Và ngày hôm nay thì mi sẽ dẫn mọi người đến một quán ăn quen của mi mà rất phù hợp để mọi người tụ tập bạn bè này rồi ăn uống vui chơi. Ok, đi thôi. Ok. Đi thôi. Đi thôi. Ok mọi người, và đây chính là địa điểm mà mi muốn dẫn mọi người đến. Đây chính là quán All-In, địa chỉ là 91 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa đến cái đã thấy ánh sáng lung linh rồi đúng không? Ánh sáng chói loa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem bên trong không gian ở đây sẽ như thế nào và đồ ăn nó ngon như thế nào. Xem okay. Có xứng đáng là quán quen của mi không nhá. Đây, cho mọi người xem này, địa chỉ chính xác. Đấy, 91-1 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Nào, bây giờ ăn món gì hả em? Ăn gì à? Để em order nhá. Cho em order đi, anh đi vệ sinh đấy. Chị ơi, cho em order với. Rồi, em cảm ơn. Đây, cho em món này này. Món này mực này. Rồi, em cảm ơn nhá. À, cho em thêm 3 chai Tiger Nâu với cả 3 Tiger Crystal nhá. Rồi, em cảm ơn. Ôi, đói quá em ơi. Đói chưa? Đói rồi. Nhưng mà trước khi được vào ăn, em phải có một trò chơi dành cho anh. Trò chơi đấy mang tên là tâm đầu ý hợp. Để thôi, xem. Thôi, chơi gì? Không phải chơi, chơi thì nó mới có gọi là mới bắt đầu thấy đói hẳn thì người ăn nó mới ngon. Thế bây giờ chơi kiểu gì? Bây giờ nhá, em sẽ xem thử là cái độ gọi là hiểu em của anh đến đâu. Đơn giản lắm. Nếu mà anh thắng thì sẽ được thưởng. Còn nếu mà thua sẽ bị phạt. Chơi không? Bây giờ như nào, luật như nào? Đơn giản cực. Bây giờ nhá, lúc nãy em có order 4 món ăn và một đồ uống. Thì bây 4 giờ món ăn và một đồ uống, tổng cộng là 5 món tất cả đúng không? Bây giờ anh chỉ cần đoán đúng 3 trong 5 món thì anh sẽ được thưởng. Còn nếu mà anh đoán sai thì anh sẽ bị phạt. Đơn giản chưa? Thế bây giờ mình cần phải trổ tài hiểu ý nhau hả em? Đúng. Tại vì dù gì đây là quán quen của mình mà đúng không? Anh thử đoán xem là em sẽ gọi những món gì. 4 món và một đồ uống nhá. 1. Món đầu tiên chắc là phải món khai vị. Mình nghĩ là khoai tây chiên giòn. Món thứ hai là khả năng là tôm cà ri trứng muối. Món thứ ba là sụn gà chiên nước mắm. À, ốc, khả năng là Bạch Mi sẽ thích ăn ốc. Vậy thì Bạch Mi chắc chắn sẽ gọi một món nữa, đó chính là ốc bươu nhồi thịt. Là 4 món đúng không? Ừ. Còn đồ uống? Đồ uống à? Ừ. Đồ uống thì chắc chắn là bia rồi. Anh biết chắc là em sẽ gọi bia Tiger luôn. Chắc chưa? Chắc. Anh đã chắc chắn cái đáp án này chưa? Rồi. Bây giờ anh có muốn nghe kết quả không? Sao? Kết quả là sai hết. Không được, bởi vì cái này cũng khó. Mỗi lần em đến quán là em đều gọi một món khác nhau, làm sao anh đoán trúng được? Nhưng mà được cái là anh đoán trúng đồ uống. Bây giờ em cho anh thêm cơ hội này. Nope. Em lại ngay. Em lại đố anh biết em thích uống loại Tiger nào. Tiger No. Sai tia. Em thích uống cả hai loại Tiger, vừa Tiger No vừa Tiger Crystal. Tao biết là mày sẽ nói điều này mà. Nhưng mà rõ ràng là anh không đúng một cái gì đúng không? Anh chẳng hiểu em gì cả, em thất vọng về anh lắm. Cười cái gì? Thế hình phạt là gì em? Hình phạt đấy chính là anh sẽ phải uống hết một ly bia. Bia đã có. Được. Rồi, đã không? Wow. Thích nhờ? Uống hớp đầu tiên lại một uống hớp thứ hai. Rồi. Sài Gòn nóng lạnh quá. Uống lạnh mới sướng nhá. Em biết sao em thích uống Tiger không? Kiểu như là nó vừa đậm đà này, xong rồi cái, nó vẫn có cái vị, xong rồi thơm thơm ấy, mà nhất là uống lạnh rồi. Đã thôi rồi luôn, xong rồi Sài Gòn nóng nực này nữa. Đúng kiểu dân uống bia chuyên nghiệp cũng khác. Tôi thề với mọi người luôn, mọi người cứ thử đi. Là uống lạnh hình như là nó nhiều ga hơn đúng không? Em cũng không rõ, nhưng em chỉ biết là uống lạnh nó ngon. Ngon lắm.
Quên biết rồi. Đây là món gì ạ? Đây là salad chân mồi. Em gọi em còn không biết. Cơm tươi táo. Không phải là ý là em phải hỏi lại cho chắc nhở? Anh gọi đúng món này rồi đúng không? Không phải, anh gọi là sụn gà rang muối, còn đây là sụn gà trứng muối, khác nhau. Được, em giới thiệu cho anh cái món của em đi. Đây là salad cá ngừ, đây là sụn gà trứng muối, đây là mực sốt Thái, còn đây là tôm tê tái. Anh thấy anh sai chưa, sai bẹp bẹp chưa? Rồi, chấp nhận chưa? Nhận sai chưa thì uống nó đi. Món mới, cùng nhau nâng ly đi. Mọi người có muốn xem lại cách chúng mình mở bia không? À, mình lại dạy lại mọi người cách mở bia nhé. Ngón tay này là để giữ, còn ngón tay này mới là để trụ này. Chúng ta chỉ cần bóp chặt vào. Úi giời, mọi người ạ, My đang định đi quay cho mọi người xem là trong những cái món My vừa gọi ấy, món nào sẽ là món chế biến nhanh nhất. Thế mà vèo một cái, người ta đã mang ra cả 4 món luôn. Thành ra bây giờ My chả biết món nào là món nhanh nhất cả. Bây giờ thì My sẽ review về những món ăn hôm nay My gọi để xem có xứng đáng là quán quen của My không nhá. Đây, hôm nay chúng mình sẽ khai vị một salad cá ngừ. Okay. Chúng mình sẽ làm một chút salad nhá. Salad trước hả? Vâng. Đó, đây là salad cá ngừ. Cá ngừ à? Ừ. Đây là những món cũng gọi là best seller của quán ấy. Đậm vị cá ngừ ấy, cả có một cái sốt gì ở trên ấy. Mà cái vị sốt salad của nó rất vừa phải, nó không bị ngọt quá, không bị chua quá, không bị gắt, nó rất là nhẹ nhàng vừa phải. Đúng không? Thích hợp mà khai vị. Ủa, tôm này là tôm tê tái. Là tái đúng không? Vẫn còn tái tái xong rồi nó ăn với kiểu cái sốt mù tạt ấy. Ui, mù tạt à. May mà mình ăn được đồ sống. Thử nhá. Sao con tao? Không ạ, anh không ạ. Ủa, nó sống. Đây là tê tái thì tê tái chưa? Đúng như tên gọi đúng không? Chuẩn, món này uống bia chuẩn luôn. Nó sộc lên tận óc nhưng mà ăn xong sướng nha. Anh háo hức với món mực này quá. Đây là mực sốt Thái. Đấy, anh nghe sốt Thái là anh biết là nó sẽ kiểu chua cay ngọt đúng không? Nhưng mà ăn ở đây đi, ngon lắm. Chấm với sốt vào, anh chấm đẫm cái sốt vào mình ngon. Sốt gì? Ăn đi, ngon không? Chuẩn. Mình thấy mọi người luôn là mình hợp với cả những món của Thái. Cái kiểu Thái nó rất hợp với người Việt Nam mà chua chua cay cay ngọt ngọt. Ngon lắm luôn thề. Mọi người đến đây nhá, mọi người chắc chắn phải thử những cái món mà My vừa ăn, tại vì nó rất là ngon. Và My nghĩ là khẩu vị của My cũng là dạng gọi là thích ăn ngon ấy, nên là món nào ngon là yên tâm mọi người đến ăn cũng sẽ ngon. Ngon lắm. Không muốn nói gì thêm à, quá hấp dẫn. Đây chỉ là 4 cái món mà kiểu best seller của quán thôi. Menu gọi dài dòng đặc luôn, mọi người muốn gọi món gì cũng được, nhiều món lắm. Mà giá cả ở đây cực kỳ phải chăng luôn. Rồi được. Anh mời em một chai à? Đúng. Được, em nhưng mời. Mà một chai uống từ giờ đến cuối bữa. Ok. Thực ra thì anh thích khi nào em chiều anh hết. À, bây giờ em lại có một trò chơi. Anh chơi à? Chơi gì nhiều đấy, ăn đi. Ơi, chơi đi. Được, chơi. Bây giờ nó sẽ là trò chơi nói thật. Tại sao em bảo trò chơi thật mà anh lại xịn như thế nhỉ? Thì anh có gì giấu giếm em đúng không? Không, anh rất hứng thú với cả trò chơi này. Hứng thú, anh tỏ cái bạn hứng thú em nhỉ? Hứng thú. Bây giờ trò chơi này rất đơn giản. Bây giờ chúng mình phải dọn gọn bàn đã để lấy chỗ chơi. Rồi. Nào, bây giờ luật chơi của trò này là sẽ như thế này. Là em có một cái muỗng để đây. Xoay muỗng, em biết trò xoay muỗng hay không? Thì đây cứ coi là mũi tên đi. Mũi tên xoay về hướng ai thì người đấy sẽ phải trả lời câu hỏi. Và không trả lời thì sao? Và bắt buộc phải nói thật. Còn nếu mà anh không trả lời thì anh sẽ phải làm thử thách. Biết cái trò này rồi. Được chưa? Ok chưa? Được. Cái mũi tên hướng về ai thì người đấy phải trả lời câu hỏi và người còn lại sẽ đặt câu hỏi và bắt buộc phải trả lời thật. Nhưng mà cái này làm sao mà quay được? Rồi, anh có cách rồi. Cánh chuột. Vừa thôi, được rồi. Ok rồi. Đấy, xoay vào đây, anh thử nào, test phát nào. Rồi, tin đây, được rồi. Bây giờ win, ai thắng người đấy xoay trước. Được. Nào, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hướng này về đâu hả em? Hỏi đi. Này là về em còn gì nữa. Hỏi đi. Em sẵn sàng trả lời rồi này. Được, câu hỏi nhá. Em đã bao giờ ăn thức ăn của chó chưa? Ăn rồi, em ăn lúc nào? Ăn lúc mày trôn tao ấy. À, ngày xưa đúng không? À, ngày xưa là em thực hiện thử thách. Thì chẳng ăn rồi thầy. À, ngày xưa Bạch My đã từng ăn thức ăn của chó rồi mọi người ạ. Cảm xúc của em như nào? Anh cứ làm như anh không ăn đi. Anh cũng ăn chứ bộ. Chảm sao à? Cái đấy nó bình thường. Cười, đừng mà cười, xoay được. Tiếp đây này. Đến được. Lượt anh này, anh chờ này. Là em đấy. Tại sao lại cứ phải là em mà? Rõ ràng là trò chơi này em bày ra mà. Thì là em còn gì nữa. Được, hỏi đi. Em đã bao giờ... Sao nhiều bao giờ thế? Nghĩ đến việc nhắn tin chửi tất cả những thằng người yêu cũ chưa? Chửi á? Ừ. Chưa. Em
trông thế thôi chứ em là một con người gọi là quá khứ đã qua rồi thôi, nó đã mãi mãi ở phía sau nhá. Em thậm chí là không quan tâm luôn ấy, chửi làm gì? Em người đá mà sao em phải chửi? Người ta không chửi em thì thôi chứ. Nó nhỏ thôi, người ta chửi em ấy. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng dành cho người thua cuộc. Chắc chắn lần này anh sẽ phải trả lời đấy, còn không thì cái mũi hỏng rồi. Mũi hỏng rồi, quay lại, không được. Không được, không được. Đúng luật ra chơi là phải chơi chứ em. Chơi thì chơi. Được. Em mà sợ anh á, à? Quá tam ba bận. Đây là còn bây giờ hỏi một câu thầm kín nha. Thầm kín á? Ừ. Em đã hôn bao nhiêu người từ bé đến giờ luôn? Sao hỏi khó thế, đếm làm sao được hết. What? Không đếm được á, không trả lời câu hỏi đấy thế. Không nhớ thật đấy, em không nhớ luôn. Thế thì thử thách em sẽ phải xuống dưới này em hít đất 20 cái. What? Thật á? Ừ. Ở giữa này luôn. Ừ. Thôi về nhà làm được không? Không. Mọi người sẽ được xem Bạch My hít đất 20 cái ở dưới đây. Thật á? Ừ. Em là người nói được làm được, em hít đất cho anh xem 20 cái chứ gì. Ừ. Thì thế này. Em có được chấm đầu gối không? Không. Ôi chết, 20 cái nặng lắm. Nào. Ok. Nhớ đếm nhá. 1 2 10. Em cẩn thận mà, em phải xuống sâu vào. Em cẩn thận lắm rồi ấy. 10 cái rồi, còn 10 cái nữa thôi. 10 6 40 nữa thôi. 10 7 10. Xong rồi mọi người ơi, mệt quá. Yeah. Hàn thành thử thách. Món gì đây anh? Lẩu gì? Lẩu cua. Bên trong này là bầu. Thì gọi là gì? Lẩu cua nó bầu. Đúng rồi. Em đắm luôn rồi đúng không? Yeah. Bây giờ chúng mình sẽ chén nồi lẩu này thôi. Coi như là tẩm bổ cho Bạch My hít đất 20 cái mà. Có gì đâu. Vâng. Và mọi người ạ, mọi người nhớ comment cho mình các hàng quán mà ngon và hấp dẫn ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, thì chúng mình có cơ hội thưởng thức những cái món ngon quán thật là vui, thật là hấp dẫn mà các bạn giới thiệu nha. Và cả những cái bạn ở các tỉnh khác cũng comment giới thiệu cho My những cái quán quen của mọi người thấy ngon, mọi người thấy đặc biệt hấp dẫn. Để biết đâu những lúc mà chúng mình đi du lịch các tỉnh khác, chúng mình có cơ hội ghé vào những cái quán mọi người giới thiệu chúng mình thưởng thức. Đấy, và biết đâu với cơ duyên chúng mình lại gặp nhau thì sao, đúng không? Và thêm một phần mà hết sức là đặc biệt nữa, đấy chính là ở trong video này mọi người sẽ có quà. Quà như thế nào thì là mọi người hãy comment theo cú pháp là hashtag Tiger, hashtag tiếp lừa quán quen cộng với tên mà quán mọi người giới thiệu cho mình, và bên Tiger sẽ chọn ra 10 bạn may mắn nhất để dành tặng những phần quà hết sức đặc biệt. Đấy, đơn giản lắm, vừa xem clip của HM mà lại vừa có cơ hội trúng thưởng, còn gì bằng nữa. Ok, một lần nữa thì cảm ơn Tiger rất nhiều đã gọi là đưa chúng mình một cái thử thách khá là hay ho đấy, vừa được ăn lại vừa được uống. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Em mà đừng có tăng động nữa. Ôi. Mọi người ạ, có một điều là chúng mình cần lưu ý mọi người là một khi đã uống rượu bia thì mọi người không nên lái xe. Đúng bất rồi. Bất cứ loại phương tiện nào, từ xe đạp, xe máy, ô tô. Thế là bây giờ chúng mình đang chuẩn bị gọi taxi để đi về. Uống rượu bia ấy thì phải gọi taxi nha. Nhớ like và subscribe HM Channel nha. Ok, bye bye. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo. Bye bye. Xe đến kìa em. Vậy thôi.